Thưa quý vị, trong những năm qua, với cương vị là Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, bà Lê Thị Tám đã tâm huyết nỗ lực cùng đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với tổng số tiền vận động được trong 5 năm qua là 168 tỷ đồng, hỗ trợ người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Là Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, bà Lê Thị Tám luôn suy nghĩ, tìm ra những mô hình sáng kiến mang tính cộng đồng cao, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm một mô hình mới, bà Lê Thị Tám đã phối hợp hiệu quả với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, xây dựng các chương trình truyền hình thực tế ý nghĩa như chương trình Mái ấm tình người, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có trẻ em trên địa bàn thành phố. Chương trình truyền hình thực tế Vi tiếp ước mơ dành cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên chính mình để thực hiện ước mơ hoài bão. Chương trình vòng tay nhân ái dành cho người nghèo không may bị bệnh tật, tai nạn, đột xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống. Cùng nhiều chương trình truyền hình trực tiếp với sức lan tỏa sâu rộng được cộng đồng xã hội quan tâm, ủng hộ các chương trình xã hội từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trải qua rất nhiều cái thăng trầm, nhưng mà Hậu cũng đã cố gắng vượt qua và giúp đỡ được rất là nhiều cái hoàn cảnh thương tâm, nhiều cái hoàn cảnh bất hạnh, nhất là đối với những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Làm như thế nào mà theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng cũng như là cái chỉ thị của thành phố mình, của 39 của thành ủy đó, là làm sao giảm mức tối đa về cái xâm hại đến trẻ em, bảo vệ cho được cái quyền của trẻ em. Mỗi trẻ em sinh ra và lớn lên là phải được đi học, phải được khai sinh, phải được là học tập đến nơi đến chốn. Là người đứng đầu tổ chức Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, bà luôn là người truyền cảm hứng cho tất cả các cán bộ hội. Bà Tám là người cán bộ đi trước, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, dày dặn năng lực và kinh nghiệm công tác, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ thế hệ trẻ phấn đấu trưởng thành. Đối với lại công tác từ thiện thì cô là người mà nhà vận động chính cho các hoạt động từ thiện, cũng như là đi vận động tài trợ đối ngoại, công tác đối ngoại cũng như là tổ chức xây dựng hội. Còn đối với lại công tác bảo vệ quyền trẻ em thì cô là người gần như là đi đầu ở hội cũng như là ở thành phố Đà Nẵng nào trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Tại vì trước đây thì hội chỉ làm từ thiện thôi, chính cô là người dẫn dắt tôi cũng như là những người ở cơ quan đi từ cái mảng mà từ thiện sang cái mảng bảo vệ quyền trẻ em, giúp cho hội phát triển được như ngày nay. Trong đợt phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, nhằm chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bà Lê Thị Tám cùng Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã trao hơn 100 suất quà cho các hộ nghèo có trẻ em, đồng thời trao 200 phần quà hỗ trợ sinh viên nghèo tại thành phố Đà Nẵng. Có thể nói, với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, bằng cả tâm huyết và trải nghiệm của mình, bà Lê Thị Tám đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho nhiều người trong cộng đồng, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bà đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng một bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em năm 2016 và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng hai bằng khen năm 2015 và năm 2018.